Đâu kìa, thích bắt con nào? Em bắn cá chưa ai bảo vài hôm sau là người ta chết. Đây bắt quen con đấy, con to trắng trắng đây. Trắng trắng ấy. Trắng to ấy. Con trắng to ấy. Đâu rồi? Bên này như chỉ phải một con hai con đầy chậu. Đây đây đây, con màu đen. Màu đen cái này phải gọi là vua cá coi đến để chọn. Con nào khỏe mạnh này bắt cho anh. Mà yếu dù dù để chết đi. Mà chết để cho ông chưa. Ôi. Ôi. Đấy, nắm này, anh em đánh cục cực kỳ lắm. Ôi, đẹp con đỏ. Đây đây, để cho con này ơi. Con nào đỏ, trắng này. Trắng đầu đỏ. Đấy đấy, còn đấy. Đấy. Đây này, con này. Được rồi, đi bắt con này đã. Đầu khắc có đó, tí nữa khắc bắt hết. Hả? À? Đấy, bây giờ cứ tặng mời về, tí nữa anh cho muối cho anh em nha. Ở nhà anh chưa có một cái thuốc gì à? Chưa thuốc gì. Lúc đấy mình tự làm bể hay là ấy? Anh tự làm à? Đâu? Tự làm nhưng mà nhờ đâu bọn bọn thợ nó làm. Đá ở Linh Bình nó lên Nam Định nó lên làm ấy. Làm non bộ, đắp non bộ ấy. Vâng. Cá này to luôn chú ạ. Đẹp đấy. Nhìn đây, nhìn nó là những con lên đây về. Trọng rồi. Trọng rồi. giả hết rồi. Đâu nào một túi đã. Con đang con này vào một túi đã. Con ra. Không cần phải. Phải là đưa cách thì nó cũng không ra kê. Đúng rồi, đúng rồi, phải cho vào tải chứ. Vậy 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 nó đéo có bong vậy, bong vậy chết lại. Nó là bong vậy. Có thuốc tím rồi. Tím. Ngâm nhiều như này có ấy không?
cái này ngâm. Em ngâm cho anh này, về anh đỡ phải xử lý này. Đúng rồi, con này nó làm quen rồi. Thuốc, thuốc. Đấy, anh thử sờ vào người cá xem. Trơn nguội luôn. À mình trong quẩy chết mẹ thì giáo này biết rồi này, nó trong quẩy nó ai nó bán nó lấy. Trong quẩy nó giảm giá trị con cá. Cho luôn à, cho luôn vào tải à? Vâng. Bơm một xí. Đấy anh xem cơ nội em nha, em trừ về không này. Thì không. Bắt cá là không. Cân luôn cả chậu chứ. Không, chứ thì là không, con này cá này là cân 7. Có nghĩa là cái này nó 7 nó phải tải. Rộng ra. Nó rộng. Rất nhẹ. Cái là tổng mấy? 10,55, 10 cân rưỡi. 10 cân rưỡi cá gì? Dạ. 5 chú thì 10 cân rưỡi. Mười cân rưỡi trừ nụn trừ rồi à? Ừ, họ trừ bì luôn đó. À. Đây con bé đây này, đấy trắng bé. Đây con đỏ đen đây đây. Đấy đấy con đỏ đen đấy, đỏ đen bé bé ở trong ấy. Đây 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 ở đây đúng rồi, đây 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 đây. Đấy, đây. Bên này to thật, bên này to rồi. Bên này to hơn. Đây có mấy con trắng đầu đỏ đây. Trắng đầu đỏ lúc mình bắt một con rồi sao không? Mới bắt con này được không? Con này cũng được. Con đấy lúc bắt một con rồi sao mà người nó trắng tinh này nó đẹp chứ. Thôi đây bắt con đấy. Một con màu đỏ tươi đi, đỏ giói. Đây cho con nào có nào đỏ giói nhất đấy, đấy. Đây, cái này nó đẹp, đây, con đỏ
Không, đỏ đen có rồi, đỏ tươi rồi, đỏ không. Đây là bắt cái con, có bắt cái con này không? Đấy rồi. Đấy, bắt luôn. Ở đấy con này cũng được. Con đấy được, nó khác màu tí. Ôi kìa, dính mẹ đầy mặt rồi. Đầu nó kia có phải mang đầu hay nó thế? Nó thế đấy. Mỏ, mỏ nó thế. Con này nhìn nó... Nó lại tự nhiên là tách rồi. Nhìn mỗi con mỗi vẻ chứ đâu có con nào giống nhau đâu. Đấy, 5 con cho vào túi ạ. Cái cá bé này thì cho 10 con được. Hả? Cái cá bé này cho 10 con thì... 10 con một túi á? Vâng. Thế thì phải thêm cái chậu nữa không? Không có chậu nó nhảy ra không? Đỏ, đỏ tươi nhìn còn đỏ nữa, đúng không? Đỏ như đấy. Không, nhìn chừng. Anh em ơi, sang bên này cho anh con nhỏ, cho nó con to con bé nó đều hơn.